xin chào mọi người, chào mừng đã quay trở lại với channel của mình là Make Makeup. Và hôm nay sẽ là một chiếc video mình chia sẻ với mọi người về cọ. Chưa dậy nói về cọ. Đâu không, đây là cọ vẽ của mình, đây là cọ vẽ tranh của mình. Còn hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn về cọ makeup. Mình có rất nhiều cọ makeup. Và bản thân mình trong cái khoảng thời gian từ khi makeup đến giờ thì mình cũng dùng thử qua rất nhiều loại cọ. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với mọi người những cái hiểu biết của mình về cọ chứ. Trước tiên ấy, thì chúng ta có 3 loại cọ. Thứ nhất là cọ sợi lông thú thật. Thứ hai đó chính là lông sợi tổng hợp. Sợi tổng hợp thì sẽ được làm nhân tạo. Thứ ba đấy chính là một loại tổng hợp thì nó sẽ là mix với cả tự nhiên và nhân tạo đó. Và tùy vào những cái chức năng và cái mục đích của người sử dụng thì người ta sẽ chọn một cái loại cọ có loại lông như thế nào và phù hợp. Ngoài cái loại lông ra thì nó còn có bố cục, rồi là cách xếp này, rồi là cách cầm cọ, cách đi cọ đó. Nói chung là nó cũng có được chi phối với rất nhiều yếu tố. Một cây cọ tốt mà mọi người biết cách sử dụng thì nó sẽ tăng được cái level lên ý mọi người. Còn nếu như mọi người không biết cách sử dụng thì mãi mãi nó cũng sẽ chỉ có thế thôi. Những cái vấn đề xung quanh cọ trước, xong sau đó thì mình sẽ đi vào chi tiết. Ngày xưa mình đã có một cái video chia sẻ về cái vấn đề này rồi, 3-4 năm trước hay sao ạ. Nhưng mà lúc đấy mình nói thật với mọi người là cái skill, cái trình độ của mình nó chỉ ở mức này. Nhưng mà bây giờ thì nó ở mức khác rồi nha. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu với vấn đề làm sạch. Nó cũng giống như da của mình vậy, bởi vì nó sẽ là cái sản phẩm trực tiếp tiếp xúc với da của chúng mình. Thế nên vấn đề làm sạch rất quan trọng nha mọi người. Mọi người làm sạch thì có rất nhiều cách. Giặt một cách bằng sữa rửa mặt bình thường. Mọi người có thể lựa chọn những cái sản phẩm sữa rửa mặt có cái khả năng tẩy trang ấy. Nó có rất nhiều cái loại sữa rửa mặt đó, thế mọi người có thể mua. Tuy nhiên là giá nó hơi cao một xíu thôi. Hoặc mọi người có thể mua những cái sản phẩm rửa cọ rất là chuyên dụng. Tao mình không khuyến khích mọi người sử dụng dầu gội hay xà bông. Tại vì ấy, cái độ pH của nó khi ở đối với da thì là ok. Nhưng mà đối với tóc, à đối với lông ấy, lông của cọ thì nó lại khác ấy. Thì cái sản phẩm rửa cọ chuyên dụng ấy nó sẽ có hai rửa nhanh, rửa luôn mà mọi người, và nó sẽ khô luôn để mọi người make up luôn. Thì thường thì những make up artist hay dùng cái loại này, bởi vì cái tần suất đi làm việc của họ quá là lớn, thế nên là mọi người sẽ cần phải làm sạch cọ và đi cái job sau đó. Thường thì ngày xưa mình sẽ hay dùng cái của MAC, cái chai màu hồng hồng á, thì bây giờ mọi người vẫn có thể dùng nếu mà mọi người hay make up, hay đơn giản là mọi người cảm thấy là à, mình thực sự care cái làn da của mình thì mình cần phải rửa sạch và chăm chỉ làm sạch, đúng không? Thứ hai á, đó chính là cái loại để làm sạch cái lớp bụi ở trên cái lông cọ. Nó cái sản phẩm đấy thì nó là làm sạch kém nhất, mình cảm thấy thế, bởi vì nó sẽ chỉ trôi đi cái lớp màu gọi là phấn mắt các thứ thôi. Còn để mà làm sạch thật sự ấy thì không. Và mình vẫn khuyên mọi người nên mua cái sản phẩm MAC và tẩy rửa nhanh kia đi. Tuy nhiên cái điểm trừ của cái sản phẩm đó chính là nó sẽ làm sơ cọ rất là nhanh. Tại vì trong cái thành phần của cái sản phẩm đó có cồn. Đơn giản mọi người rửa bằng cồn. Nhưng mà mình đã nói rồi, tất cả những cái sản phẩm cồn ấy sẽ làm da của mọi người khô rất là nhanh. Những cái sản phẩm lông cọ mà khô và sơ các thứ. Có một điều ấy mình học được rất là lớn từ cô giáo của mình, đó chính là vài năm hoặc ít nhất là một năm cho đến 2 năm là mọi người sẽ phải thay toàn bộ cái cọ của mọi người rồi. Mọi người không thể cứ mãi mãi dùng trong 5 năm, 6 năm, 7 năm một cái bộ cọ được, mà mọi người sẽ phải thay nó đi. Thứ nhất là vấn đề vệ sinh, thứ hai đó chính là cái lông cọ nó sẽ dần dần nó sơ đi. Cái lông ấy ở trên động vật đúng không, nó sẽ được nuôi dưỡng, thì cái lông mà khi mọi người dùng để làm cọ rồi nó như cái tóc nối của mọi người ấy. Dần dần mọi người sẽ phải thay đi, bởi vì mọi người tác động như hóa học cũng như vật lý vào đấy quá là nhiều, đúng không ạ? Nên giặt cọ, tần suất giặt cọ bao nhiêu lâu thì bản thân mình ấy thì cảm thấy là càng nhiều càng tốt. Tại vì nó tiếp xúc với da của chúng mình mà. Người muốn giữ da sạch ấy, da xịn ấy, mịn ấy, thì hãy cố gắng làm sạch cọ thật nhiều vào. Và việc làm sạch nó sẽ không bao giờ đủ đâu. Bao nhiêu cọ thì đủ? Bản thân mình cảm thấy là chả bao giờ đủ. Tại vì mình nói thật với mọi người, mình vẽ vời các thứ ở trên mặt, make up các thứ rất là nhiều. Thế nên là mình luôn luôn muốn cọ sạch. Mà nếu mà mình chưa kịp giặt cái này thì mình sẽ lấy cái khác. Thế nên biết bao nhiêu cho vừa, biết bao nhiêu chưa đủ, đúng không? Đấy, thế nên là lòng tham của con người rất là vô đáy. Thế nên tốt nhất á, là hãy cứ mua nhiều nhiều ra một xíu. Có những cái trường hợp mà chúng ta không thể vội vàng đi giặt cọ ấy luôn được, đúng không? Thì nhỡ đi date, đi vội vàng đi về phát đi date mà muốn đổi màu mắt thì thôi. Thì bây giờ phải có một cái cọ khác. Nhưng mà mọi người đừng tiếc tiền khi mà đầu tư vào những cái sản phẩm làm đẹp. Bởi vì mình nói thật với mọi người, cái công cuộc làm đẹp của chị em chúng mình ấy, nó không bao giờ là đủ. Mình thấy là một phi vụ đầu tư rất là hợp lý. Make up cá nhân thì cọ tầm bao nhiêu là đủ? MAC, Bobbi Brown, Zeva, Sigma, Sephora, cọ xịn xịn của Trung, cọ của Nhật. Cọ của Nhật ngày trước mình có một cái nhưng mà mình bị mất ấy. Cọ của Marc Jacobs, cái cọ Marc Jacobs là chán nhất luôn. Rất là đắt nhưng mà chán nhất luôn. Eo chán. Mình còn có cọ của Retic Nick.
cọ lưu tinh ý, rất xịn. Mình còn có cọ của local brand Ophelia. Mình khuyên thật mọi người nhá, đấy là nếu như có thể thì hãy đầu tư một bộ cọ xịn. Vì sao? Khi mà mọi người bỏ ra 100.000 mọi người mua một cái bộ cọ trung bình với cái tần suất giặt rũ các thứ như vậy thì sớm muộn nó cũng sẽ bong cái phần đầu này luôn. Không bong cái đầu này thì nó bong lông đấy, đúng không ạ? Thế nên ý, hãy đầu tư một bộ cọ xịn ảnh luôn. Mọi người có thể dùng nó 1 năm, 2 năm rồi mọi người thay. Nhưng mà khi mọi người dùng những cái cọ nó trung bình, cái mức giá nó bình thường, nó rẻ, cái phần, những cái phần keo này nó bong ra này, những cái đường xếp của cái cọ nó không đều này, hay là những cái bông lông tòe ra đấy, nó rất những cái nhỏ nhỏ ấy thôi, nó sẽ làm cái make up của mọi người không chỉnh chu và không đẹp nhá. Thì tốt nhất là mọi người hãy đầu tư mua những cái cọ xịn. Một vài loại cọ mà mình khá là hay recommend mọi người tham khảo thử, đấy là cọ của Sozolan mà mình dùng vài năm gần đây rồi. Nhưng mà mọi người sẽ không mua được trên Shopee đâu, mà mọi người sẽ phải order Taobao. Một cái nhãn hàng ngày xưa họ làm bút lông để vẽ mọi người. Xong sau đó thì họ đã chuyển sang làm bút make up. Tất nhiên là cái giá thành của nó rất là rẻ hơn so với của Nhật rất là nhiều. Nhưng mà mình thấy là cái chất lượng nó cũng rất là tốt. Nó cũng phải ngang cái giá thành mọi người mua Jeva đấy. Tại vì mình nhớ là mình mua một cái cọ này cũng đã tầm 400-500 nghìn rồi. Mình rất hay recommend bạn nào là makeup artist chuyên nghiệp thì mọi người có thể tham khảo qua cái dòng sản phẩm này. Nhãn hàng không hề book mình bởi vì họ mãi tít Trung Quốc cơ, nhưng mà bởi vì đây là cái sản phẩm mình rất thích. Mà nếu như bạn nào biết mình tầm 3-4 năm trở lại đây thì mọi người sẽ biết là mình đổi hết, gần hết sang cọ này rồi. Jeva cũng là một cái hãng cọ mình rất thích nha. Jeva, nhưng mà ở Việt Nam thì sẽ không có cái brand Jeva này, mà mọi người sẽ phải order ở bên Pháp, bên Đức hoặc là bên Anh gì đấy thì mọi người sẽ dễ dàng hơn trong cái việc mua về Jeva. Mình dùng cái cọ Jeva để che khuyết điểm này này. Cái cọ này mình dùng từ cái hồi mà mình học make up về art. Mình học make up kiểu chuyên nghiệp theo kiểu cô dâu các thứ ấy. Từ khi mà mình học về make up art ấy thì là mình sẽ chuyển sang dùng những cái cọ nó, tức là nó có cái khả năng vẽ vời các thứ nhiều hơn, thì mình đã bắt đầu chú ý hơn về cái việc lựa chọn cái sản phẩm cọ ấy. Make up art nó không chỉ là make up để đẹp lên, mà mọi người sẽ còn phải vẽ vời thêm cái này vẽ cái kia theo chủ đề các thứ. Thế nên là cái việc đầu tư một bộ cọ, nếu như mà bạn thực sự nghiêm túc với make up, nó là một cái điều đương nhiên rồi. Một cái cọ mình thích, rất thích được, đó là cọ của Bobbi Brown. Mọi người đã biết là Bobbi Brown rất nổi tiếng với cái cọ nền, cọ foundation ấy, thì mọi người có thể tham khảo cái cọ đấy. Vào những cái đợt sale ấy thì họ sẽ thường, mọi người mua kem nền sẽ được tặng cái cọ, thế nên là mọi người nhớ săn sale cái những cái lúc đó thì nó rất là hời luôn. Cái cọ ngày xưa mình dùng là cái cọ Sigma, hồi 5 năm ấy là mình mua đã kiểu xuống tay, mình mua ngay một bộ cọ Sigma rồi. Mua lẻ rất là đắt, nhưng mà hồi đấy mua là tầm 7-8 triệu ấy. Tưởng tượng là 5-6 năm trước 7-8 triệu mà một người mới bắt đầu make up, mới đi làm á, mới chập chững bước vào make up ấy, thì cái giá trị 7 triệu đấy là một cái bộ cọ rất là lớn đối với mình, và mình kiểu nâng niu lắm. Nhưng mà bây giờ thì cọ đấy mất hết rồi. Cọ mình thất vọng nhất về cái giá đấy chính là cọ Sephora nha. Cọ Sephora thực sự là nó chỉ đẹp thôi, nói chung nó cũng không thực sự quá tốt cho lắm. Nó còn không phải bằng cái cọ Trung Quốc nội địa bình thường mình dùng á. Thì mình có mua cái dòng cao cấp nhất cái hồi đấy của nó là cọ màu xanh này. Nhưng mà bây giờ họ có thêm rất nhiều dòng cọ xịn sò đắt hơn hẳn luôn ý. Đắt hẳn thì phải ngang mấy cái kiểu high end luôn ý. Một cái cọ brand nữa mà mình cũng khá ổn đấy chính là cọ Innisfree. Mọi người có thể mua những cái cọ Innisfree lẻ ở store nhé. Đây là cọ của Ophelia. Ophelia cũng là một brand có cái cọ rất là xịn. Ok, chúng ta sẽ nói về nền một chút. Như mình đã nói rồi, có rất nhiều loại cọ đánh nền, nhiều lắm luôn á. Thì mỗi cái loại cọ đánh nền ý, nó sẽ phù hợp với một loại da. Mình không biết cái video này nó dài quá thì mọi người có nghe không? Thì như mọi người có thể thấy cái Bobbi Brown cũng là một cái cọ đánh nền, cái full coverage rất là tốt. Thế nên là nếu mà bạn nào da mụn thì mình khá khuyên mọi người nên sử dụng nền. Thì mọi người có thể dùng cái cọ xoay này. Cọ này là của Ophelia. Thì cái lông cọ của nó ấy, nó xếp khá là dày và bằng ấy. Thì mọi người có thể dậm như thế này. Xoay này, dậm. Nói chung nó có rất nhiều cách để làm cái lớp nền nó tan vào da ấy. Mọi người lướt trên da nhá. Lướt trên mặt nước tao như cơn sóng. Chân của tao còn xéo khi này kỳ của tao đang phóng. Đừng kiểu miết, nó sẽ trôi hết tầm của nền. Và mọi người có thể dùng những cái cọ nó dẹt như thế này. Chị Pony thì rất hay dùng những cái dạng cọ dẹt như này, nhưng mà chị thì dùng loại cọ xịn của Picasso ấy mọi người. Cái cọ Picasso thì nó cũng khá là đắt. Thì mọi người có ở Hàn Quốc có hai dòng cọ mình thích mà mình thấy khủng nhất, đấy là Picasso và một cái dòng cọ nữa đây chính là của Jusangmu. Nếu có điều kiện để dùng hai thử hai cái loại cọ đấy, nhưng mà mong là sắp tới mình sẽ có. Đánh rất là nhẹ nhàng như này. Và thường thì những cái dòng cọ này người ta sẽ đánh cái kem nền liquid cho đến lỏng một chút. Và nên là những bạn da hơi đẹp đẹp nha. Và kể cả khi mà mọi người không sử dụng những cái sản phẩm cọ mà nó bện chặt như này
thì nó cũng đơn giản chỉ là một cái cây cọ bình thường nền được. Mình vẫn hay dùng cái cọ này để đánh. Rồi cọ phấn phủ thì mình có lẽ là mình sẽ không phải nói nhiều nha. Phấn phủ, má hồng, rồi là tạo khối. Tạo khối thì mọi người có thể dùng những cái cọ chéo như thế này, nó sẽ rất là dễ đưa đi đưa vào. Tùy vào những cái dòng cọ ấy, ví dụ như nó vát chéo, nó tròn đầu, rồi nó hơi nhô ở giữa đấy, thì nó sẽ tạo ra một cái gọi là một cái shape khi mọi người đặt cọ xuống đó. Ví dụ như mọi người dựng cọ 90 độ lên xoay tròn thì nó sẽ tạo ra một cái shape màu hình tròn, đúng không? Đặt nghiêng thì nó sẽ tạo ra một cái shape kiểu khác đó. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những cái cọ blend này. Cọ blend tròn, mình có rất nhiều cọ blend tròn các size, các kích cỡ luôn á. Cọ blend tròn là một trong những cái cọ rất là quan trọng, thì nó sẽ giúp cho tan cái màu mắt được đều hơn. Hoặc mọi người có những cái cọ blend dẹt. Cọ blend dẹt như thế này thì chủ yếu là mình sẽ đặt màu nhiều hơn là blend ấy. Chúng ta còn có những cái cọ bó chặt nhỏ như thế này thì mình sẽ dùng để cho vào những cái vùng che khuyết điểm mà mình khó cho như mũi này. Đó. Thì mình sẽ dặm vào. Những cái cọ đầu bó chặt như thế này rất là quan trọng nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có những cái cọ dẹt mà nó nhỏ hơn một xíu. Đấy, thì mọi người có thể dùng những cái cọ dẹt này để đánh mắt dưới, hoặc là mọi người đặt màu thế thôi. Chứ mọi người dùng cái cọ này mà blend thì nó sẽ rất là lâu ấy. Những cái vùng nó cần một cái tiết diện nó nhỏ, nó mỏng. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ có những cái cọ nhấn. Cọ nhấn đầu tròn, cái cọ này nó sẽ nhô cái phần ở giữa lên, xong rồi nó sẽ vót tròn ở những bên rìa hông ấy. Thì cọ này nó sẽ là những cái cọ để nhấn vào hốc mắt. Đó, sẽ làm cho mắt của mọi người sâu hơn, deep hơn. Nó cũng sẽ có rất nhiều size. Này, to, vừa, nhỏ. Nhấn vào bé xíu. Thì cọ kẻ mắt cũng có rất nhiều loại cọ nha mọi người. Một là cái cọ đầu nhọn này. Những cái cọ sợi nhọn như thế này thì mình vẽ cái đường nó được mềm mại hơn. Đó. Hai là những cái đồng đầu như thế này. Đầu này thì mình sẽ chủ yếu là vẽ đặt nó tạo ra một cái shape khác ấy. Mình thực sự không biết miêu tả như thế này. Còn nếu như mọi người muốn đường nó cứng hơn thì mọi người sẽ dùng những cái kiểu nó vạt chéo như này. Đó. Ít nhất trong một bộ đồ make up cá nhân thì chúng ta cần cọ gì? Chúng ta không cần cọ nền. Nếu như mà mọi người thực sự muốn cái lớp nền nó full coverage thì mọi người mới cần cọ nền. Còn nếu không ấy, thì tốt nhất là hãy dùng bông pam 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 cho mình. Bởi vì kể cả mọi người dùng cọ thì mọi người vẫn sẽ phải dùng bông pam 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 pam. Tối giản nhất thì hãy dùng bông. Chúng ta cần một cây cọ phủ phấn. Phủ phấn rất là quan trọng, nó sẽ giúp cho cái lớp nền của mọi người giữ được lâu. Thế nên cố gắng hãy chọn một cây cọ phủ nó vừa với khuôn mặt. Đừng có mua một cái cây cọ nó rất là to rồi về lại không dùng được. Thế nên hãy mua một cây cọ nó vừa phải thôi. Đấy, ví dụ như này. Và mọi người biết sao không? Cái cây cọ này thì mọi người có thể dùng vừa phủ phấn, vừa đánh má hồng, vừa đánh khối được. Đỗ nghèo khỉ lắm mà chỉ được mua một chiếc thôi thì hãy mua một cái cọ nó vừa phải như này. Tiếp theo chúng ta sẽ cần một cây cọ đánh má hồng và một cây cọ khối. Thì mọi người có thể mua một cái cọ khối nhỏ và đầu và chéo như thế này. Rất là dễ. Đây, đưa vào những cái vùng này. Rất là nhanh. Đó. Đó. Đúng không? Rồi, má hồng. Má hồng này thì nó có thể đặt này. Hoặc là xoay tròn. Đó, ba cây rồi nhá. Tiếp theo chúng ta cần một cây cọ blend. Blend tròn. Blend tròn này thì mọi người có thể đánh toàn bộ bầu mắt này, toàn bộ bên dưới mắt này, đánh khối mũi này, đó, đúng không? Một cây cọ dẹt. Tại vì cây cọ dẹt này sẽ đánh được phần hốc mắt này này, và thêm một chút phần màu đậm đậm để cho mắt nó sâu xuống. Hoặc mọi người có thể dùng một cái cây cọ nhấn. Đó, nếu có cả hai thì càng tốt nha. Tiếp theo là một cái cọ eyeliner. Dùng bút thì mọi người cũng không cần cọ eyeliner nữa. Và nếu như mà mọi người dùng chì cái mày thì cũng không cần thêm nữa luôn. 6 cây cọ là mọi người đã có đủ cho một bộ make up rồi. Và khi mọi người đánh son á thì mọi người có thể dùng bông tăm. Và bình thường khi đi du lịch mình sẽ chỉ mang có 6 cây này thôi mọi người. Thật, sẽ chỉ mang 6 cây thôi, có khi mình còn không mang ấy. Có khi là mình còn không đánh khối luôn á thì mình sẽ chỉ mang 4 cây thôi. Thật, xin thề luôn á. Ok, rất cảm ơn mọi người đã xem hết video này và mong là sau video này thì chúng ta có thể dễ dàng hơn trong việc lựa chọn cho bản thân những cái tôn, những cái sản phẩm chúng ta trở nên đẹp hơn. Mọi người hãy nhớ một điều, đầu tư đúng đắn là một dạng tiết kiệm, đúng không ạ? Mình sẽ cho mọi người xem bộ cọ đầu tiên mà mình dùng. Đấy chứ, bộ cọ này rất là sắc màu của... Đây là một cọ của BH Cosmetics. Mình đọc như thế nó hơi nửa Việt người ta, nhưng mà bởi vì mình quen mồm rồi. Nếu như bạn nào đã biết mình rất rất lâu rồi, từ hồi mình học đại học ấy, thì cái brand này là cái brand mà ngày xưa mình order cọ rất rất nhiều. Mình hồi đấy là mình bán hàng, mình order US, UK á, thì mình sẽ chỉ order cọ và mình bán sẵn luôn. Bởi vì cọ của hạng dòng đấy rất là xịn. Nếu như mọi người mới bắt đầu thì mình cũng khá là hay comment mọi người dùng cọ đấy. Hoặc những cái cọ khác thì mình sẽ để thông tin những cái cọ mình sử dụng ở bên dưới phần mô tả để mọi người có thể tham khảo. Đây mọi người, hẹn gặp trong video sau. Bây giờ thì mình sẽ đi tẩy trang, đi pack đồ và 5:30 mình đã phải ra sân bay rồi. Bye bye mọi người, trong video sau. Love you, love you, love you, love you.